Hoa Lan Hà Nội xin chào mọi người. Hôm nay thì ngày 16 tháng 8 em sẽ lên chương trình bán cây đầu tiên nhé. Và mặt hàng hôm nay em muốn giới thiệu các bác thì là hồ điệp lá biên. Đấy. Cái mặt hàng này thì cây nhà em đang hiện tại là đẹp nhất để có thể giới thiệu đến mọi người. Thì cây này nhà em vừa mới lên chậu này. Đấy, trồng trong cốc khá là to như này, lên chậu để phục vụ ngày Tết đấy, phục vụ đến Tết mà. Cốc 2.5 nhá. Cây thì nó nhỡ nhỡ rồi. Đấy, không quá to nhưng mà nó cũng không quá bé. Một cây này hôm nay em sẽ bán cho mọi người với giá là 30.000. Cây lá phát tài nhá, mình về mình vừa chơi thân lá mà lại chơi được hoa. Hoa này thì nó là hoa chùm, hoa mini phân cành, hoa chùm. Em ngày trước em có giới thiệu mặt hoa cho các bác một lần rồi. Hôm nay thì em không cầm thêm điện thoại đây nên em không giới thiệu lại cho mọi người xem mặt hoa được. Nhưng mà hoa chùm rất là đẹp nhá. Mini để bàn cực kỳ đẹp luôn, hoa lùn. Đấy, một cốc khá là to như thế này. Em hôm nay em bán cho mọi người với giá là 30.000 thôi. Và mua từ 10 cốc thì em sẽ bao ship. Em đi đơn từ 5 cốc nhá. Từ 5 cây trở lên, 5 cây thì mọi người chịu cho em phí ship là 30.000. Còn mua 10 cây thì em sẽ bao ship. Nhưng mà tình hình dịch nó đang hơi bất ổn, thế nên là em sẽ chỉ nhận đơn khu vực miền Bắc thôi. Miền Nam thì hiện tại không đi được hàng ấy. Đấy, thế nên là hàng cây này đi nó sẽ hỏng ngay. Miền Nam hiện tại không đi được hàng nhá. Em sẽ chỉ nhận đơn miền Bắc và miền Trung thôi. Đó. Thì 30.000 một cây. Một cây này là 30.000. Mua 10 cây thì em sẽ bao ship toàn quốc. Em sẽ cố gắng lựa cho các bác nhiều màu hoa đẹp nhất. Đấy, đây là những cái dòng mini hoa chùm cực kỳ đẹp luôn. Đấy, lên chậu 2.5 rồi, 2.8 rồi. Đấy, lên chậu 2.5, 2.8 để phục vụ Tết rồi. Cây từ bây giờ nó sẽ phát triển rất là nhanh. Cây nhớ nhớ rồi nhá, sẽ phát triển rất là nhanh và khá là to rồi. 30.000 một cây nhá. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106. Em xin chào mọi người.